trời. Con xin dâng hết tâm linh hướng lên Chúa trên trời. Xin dâng lên Chúa tâm hồn, Chúa Thánh trên trời. Con quyết tình ơi, giữa lúc thù nghịch vây áp, lòng nguyện cầu ơn trên. Gặp gỡ
đồng người dân Giêsu, tôn kính dân Giêsu, đồng người kẻ dân cứu Chúa Giêsu, người tôn dân Chúa quang minh muôn đời, toàn quyền trên cả thiên khung, cõi ngũ thiên phủ Giêsu đang ngồi, được toàn thiên sứ suy tôn, đồng người dân Giêsu, tôn kính dân Giêsu, đồng người kẻ dân cứu Chúa Giêsu. Đồng người dân Giêsu, tôn kính dân Giêsu, đồng người kẻ dân cứu Chúa Giêsu. Mời quý vị đồng đứng dậy, chúng ta cùng nhau hy vía cầu nguyện. Kính lạy Chúa, là đấng kính yêu của chúng con. Chúng con đến đây cùng với nhau buổi chiều ngày hôm nay, cùng với những con cái của Chúa đang trực tuyến, chúng con cùng nhau tôn vinh, chúc tụng danh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì thời giờ mà Chúa ngày ban phước cho chúng con, là thời giờ mà chúng con có thể biệt riêng ra để cùng nhau thờ phượng Chúa. Bởi vì Chúa chúng con là đấng duy nhất xứng đáng nhận được sự tôn vinh và chúc tụng, đó là điều mà chúng con xác nhận. Và vì vậy, chúng con cảm tạ ơn Chúa về những cơ hội chúng con được thờ phượng Ngài. Khi chúng con thờ phượng Chúa, đây là một đặc ân Chúa ban ơn cho mỗi đời sống của chúng con. Thật ra chẳng phải vì bốn ba mà có được, nhưng vì ơn thương xót của Chúa, sự chuẩn bị của Ngài mà chúng con được cùng nhau thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là chúng con tôn vinh chúc tụng danh của Ngài, bởi vì Chúa xứng đáng nhận được sự tôn vinh và chúc tụng. Nhưng cũng là dịp để Chúa ban phước cho mỗi đời sống của chúng con. Thêm sức cho chúng con, ngay cả khi chúng con bị bệnh, Chúa chữa bệnh cho chúng con. Chúng con yếu sức, Chúa thêm sức cho chúng con. Khi chúng con phải đối diện với những khó khăn, thử thách, tư tưởng, đầu óc chúng con căng thẳng, Chúa Ngài giải quyết cho chúng con. Vì vậy chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Và nhất là khi chúng con đến thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật là ngày đầu tuần, đây cũng là một cái đặc ân Chúa ban cho chúng con. Tức là Chúa chuẩn bị chúng con cho một tuần lễ mới. Chúa chúng con quá chu đáo. Con cảm tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì Chúa biết trước mọi sự. Chúa chuẩn bị cho chúng con để chúng con có một đời sống được thỏa vui ở trong mục đích của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa với những con cái của Chúa nhận biết được điều đó, nhưng cũng rất tiếc có nhiều người không nhận biết được điều đó, và vì cớ họ không thờ phượng Chúa như điều đáng phải có. Vì vậy cảm ơn Chúa về cái đặc ân mà chúng con có được. Vì vậy sự hiện diện của Chúa buổi chiều ngày hôm nay tại đây là một cái sự ban phước của Ngài.
Bởi vì khi Chúa hiện diện ở tại đâu, Ngài ban phước cho nơi đó, cho những người hiện diện ở trước mặt Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Vì vậy, xin Chúa ban ơn phước cho tất cả quý ông bà chị em và chúng con, những người đang cùng nhau để thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con, để trong thân thể của chúng con có những sự đau yếu, có những sự mệt mỏi, xin Chúa Ngài thêm sức, Ngài tách ra khỏi, để chúng con có được sự tự do mọi bề trong sự thờ phượng Chúa. Nếu có bất cứ điều gì ngăn cản sự thờ phượng Chúa của chúng con cầu nguyện Chúa, xin Chúa Ngài tách ra khỏi, để chúng con được tự do mọi bề trong sự thờ phượng Chúa, tương giao cùng với Ngài và nghe được điều mà Chúa phán dạy với chúng con và hiểu được những điều mà Chúa muốn dạy cho chúng con, chỉ dẫn chúng con trong một tuần lễ mới. Cảm ơn Chúa vô cùng. Nếu có những tội lỗi hoặc bất cứ điều gì ngăn cản chúng con trong thời gian này, con cầu nguyện xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài tách ra khỏi, để chúng con được tự do mọi bề trong sự tôn vinh chúc tụng danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Thank you, our Father in heaven, for the time we can gather in to worship you. We believe you are the only one to deserve our worship, because you are the creator. We are your creatures. Thank you for revealing yourself to us so that we can know more about you every day, so we can worship you. So at this time, we commit into your hand. May the Holy Spirit be with us. Help us to worship you. Whatever may be the barrier between you and us, I just ask to remove it so that we can fellowship with you. If any sins we commit in the past week may be barrier between you and us, I ask you to forgive our sins, so that we can become righteous before you, we can fellowship with you, we can worship you. Your name will be glorified. So we just commit this time into your hand. Chúng con xin dâng cho Chúa thì thờ phượng này và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
mời Hội Thánh ngồi. Trong cái phòng này quý vị thấy cái không khí làm sao, có cần phải tắt máy hay mở máy lạnh không ạ? Ok phải không ạ? Dạ quý vị nói ok, quý vị nói ok, không sao, quý vị đừng có ngại. Tôi nghĩ rằng nhiều khi cái đồ tốt quá không phải là tốt. nó quá tốt, máy móc quá tốt phải không ạ? Tôi thấy đây là một điều mà cảm ơn Chúa, bởi vì nếu mà nhà thờ mà mấy cái bộ phận mà điều hòa này đó mà nó gặp giả sử trục trặc chút xíu gì thôi là kêu người đến để sửa liền. Và những cái máy móc tại đây thì nói chung thì rất là tốt, cho nên chúng ta có được cái phòng nhóm với cái không khí như vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu không cẩn thận thì nhiều khi quý vị ngồi mà nó lạnh quá thì cũng không phải là tốt phải không ạ? Quý vị đừng có ngại, nếu như mà thấy quý vị thấy nó không có thoải mái thì cho tôi biết. Hoặc là quý vị ngồi chỗ nào mà thấy nó gió quá đó thì quý vị không chịu được thì có thể di chuyển chút xíu. Không có sao đâu, đó là chuyện rất là tự nhiên. Ở trong phần thông báo trong buổi chiều ngày hôm nay đó thì có mấy cái điều ở đằng phía đằng sau đó. Thì tôi chỉ mong rằng quý vị tiếp tục cầu nguyện cho cái chương trình đại hội bắt đầu chính thức, thì bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay, có nghĩa là 3 giờ chiều tại đây là chương trình chính thức bắt đầu, cho đến buổi khoảng 5 giờ chiều ngày thứ tư là chương trình đã chấm dứt. Và lúc 12 giờ thì bắt đầu cho đại hội của các mục sư, những người lãnh đạo người Á Châu ở tại bên đó. Cho nên quý vị cầu nguyện cho. Thật ra giáo hội Baptist Nam Phương đó, cái số tín đồ đó thì 16 triệu tín đồ. Cho nên nó ảnh hưởng đến chính quyền đó, nó ảnh hưởng đến chính quyền của Hoa Kỳ tại đây đó rất là nhiều. Cho nên mỗi khi đại hội như vậy thường thường nó là có khi tổng thống, có khi phó tổng thống. Họ có những trường hợp đến để chúc mừng cho đại hội, hoặc là có những trường hợp không đến thì họ gửi những cái video đến, hoặc là nói chuyện trực tiếp đến để chào mừng đại hội, đại khái như vậy. Bởi vì những cái vấn đề gì nó liên hệ đến chính quyền đó, thì giáo hội nó liên hệ đến cái niềm tin của chúng ta. Cho nên có những cái trường hợp mà đi ngược lại vấn đề trong cái niềm tin đó, thì giáo hội có quyền để đưa những đề nghị bỏ phiếu, đại khái như vậy đó. Thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cho quý vị cầu nguyện cho để Chúa có thể làm việc qua giáo hội và có thể giúp cho cái chính quyền họ có thể đi gần gũi với lại lời của Chúa nhiều hơn. Quý vị thấy càng ngày càng con người nó càng kiêu ngạo và nó không biết đâu là phải, đâu là quấy đó. Cho nên người ta đề nghị những cái chuyện mà nó vô lý vô cùng, không ạ? Cho nên ví dụ trong tuần vừa rồi, ví dụ tuần vừa rồi tại quận Cam, ví dụ như hội đồng giám sát họ phải nói, họ đưa ra quyết định là chỉ có treo 3 lá cờ tại trước cửa cái phòng cơ quan hành chính thôi không quý vị? Tại vì họ nói rằng nó không có, mai mốt ai họ cũng đòi treo bên cạnh, là để treo những lá cờ khác lên phải không ạ? Ví dụ đòi treo những lá cờ họ, những người họ hãnh diện vì đồng tình luyến ái, hãnh diện vì tổ chức này tổ chức kia, đại khái như vậy. Nghĩa là con người ta bây giờ họ lạm dụng cái điều đó rất là nhiều. Cho nên là quý vị cũng cầu nguyện để Chúa có thể giúp cho chính quyền Hoa Kỳ này đó, họ có thể làm việc qua cái sự cố vấn của các vị mục sư đối với chính quyền đó. Thưa quý vị cầu nguyện, bởi vì trong cái kỳ đại hội này cũng có một số cái vấn đề đại hội cần phải bỏ phiếu để thông qua, một số cái vấn đề rất là quan trọng liên hệ đến đức tin trong cái đời sống hàng ngày. Và cái điểm kế tiếp là quý vị, cái lễ cha đã vào Chủ nhật tuần tới đó, thì chúng ta vẫn tổ chức lễ cha và sẽ có ăn tối chung cùng với nhau mừng lễ cha, và cũng có dịp để chúng ta mừng sinh nhật những con cái của Chúa có sinh nhật trong tháng 6. Tôi nghĩ rằng mặc dù chúng ta nói về sinh nhật thì mình tổ chức chung cho những con cái của Chúa đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa rất là nhiều, bởi vì chúng ta có thể hát sinh nhật ở tại đây, rồi chúng ta có những cái lời chúc mừng nó có ý nghĩa thiết thực hơn là nhiều khi chỉ có đi ra ngoài rồi ăn rồi hay là nói chuyện trò, bởi vì thứ nhất là tốn kém, thứ hai là nó quá là căng thẳng đi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa với những điều đó, mong rằng quý vị chúng ta đến để tham dự. Buổi chiều ngày hôm nay đó, lúc 4:30 tại đây nó có cái buổi đó để mà
để trình diễn, để biểu diễn cái dương cầm ở tại đây. Đây là một cái chương trình tôi thông báo thôi chứ không có nói là quý vị tham dự. Là ở trong nhà thờ thì có người họ tổ chức cái lớp dạy, cái này họ dạy riêng thôi chứ không phải cho nhà thờ. Họ dạy cái lớp dương cầm đó, ở bên ngoài có rất nhiều học sinh tới và họ thỉnh thoảng họ mượn cái cơ sở này đó để họ cho những người học sinh nó trình diễn. Cho nên là 4:30 có mặt tại đây, cho nên nếu mà quý vị nhóm xong, quý vị trước đó thì không sao đó, nhưng mà nếu giả sử có những cái chuyện như vậy thì quý vị nếu mà muốn ở lại lâu hơn thì quý vị có thể ra ngoài nói chuyện thì nó sẽ tốt hơn. Điểm kế tiếp đó là từ ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 6 cho đến Chủ nhật ngày 27 tháng 8 đó, thì Hội Thánh Người Hoa họ có một cái chương trình gọi là tiện ích mùa hè đó. Họ có những cái lớp sinh hoạt ở tiện ích mùa hè. Tôi thông báo điều này không phải để cho quý vị tìm cách để tham dự bởi vì chúng ta có giờ thờ phượng, nhưng mà để quý vị biết rằng có một vài cái, thứ nhất là đông người sinh hoạt tại đây. Cái chương trình đã bắt đầu từ 2 giờ cho đến 4 giờ và cái ở phía đằng sau cái sân bóng rổ đó, nếu mà quý vị nào đi trễ mà phải đậu xe đằng đó thì đừng đậu xe vào trong cái sân bóng rổ đó, bởi vì họ có cái lớp dạy cho những người chơi bóng rổ đó, là đại khái như vậy. Cho nên là quý vị đừng có đậu xe đó sau đậu xe đó, nghĩa là trong cái giai đoạn từ Chủ nhật ngày 25 tháng 6 cho đến ngày 27 tháng 7 tháng 8. Cho nên thông báo với quý vị như vậy. Vậy nên đâu mà đậu đó như vậy thì nó cản trở vấn đề sinh hoạt. Chỉ có điều là tôi nhắc là trong một số cái chương trình này đó, chương trình tiện ích mùa hè đó, thì nó có các em thiếu nhi đó có thể tham dự được. Ví dụ như tại đây có những người có thể tham dự được mà đã tham dự, ví dụ như là có Phú, con của anh chị Phượng, rồi có Mona, có thể tham dự được. Hoặc là một số, nếu mà quý vị có con em nhỏ đó, thì quý vị có thể coi nếu mà các cháu có thể tham dự được những cái gì thì ghi danh cho các cháu tham dự. Thì đó là cái điểm mà tôi muốn nói với tất cả quý vị. Nếu quý vị muốn biết thêm ở đó nó có những chương trình gì thì tôi sẽ chia sẻ thêm cùng với tất cả quý vị. Và có một điều là tôi đã chia sẻ với quý vị lúc nãy, cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa có định được cái ngày là để tổ chức lễ thiêu cho bà Trần Thị Mỹ Lệ. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, bà muốn, đây là điều mà bà muốn, bà đã chia sẻ cái điều này với con gái của bà và cũng chia sẻ với tôi nữa, có thể chia sẻ với ai đó không biết, nhưng mà ông bà muốn tổ chức khi qua đời thì thiêu. Cho nên chúng tôi cũng làm theo ý của bà và cũng là một điều rất là tốt. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một sự khôn ngoan mà bà quyết định, bởi vì làm như vậy đó, thứ nhất đó là nó rất rất là tốt, và thứ hai đó cũng là nó giải quyết vấn đề tài chính đó, nó rất rất là nhiều quý vị. Tôi nói ví dụ thôi, tôi chỉ nói ví dụ thôi, nếu quý vị hình dung cho thôi. Nếu mà muốn biết thêm chi tiết tôi sẽ nói thêm chi tiết với quý vị. Nếu mà giả sử tổ chức thiêu đó với lại tổ chức tang lễ giống như là tang lễ ở nhà quàng rồi phải sau đó chôn đại khái tất cả thứ khác đó, thì cái tang lễ mà cho người thiêu đó nó sẽ tiết kiệm được khoảng 6 hoặc là 7 phần 10 cái chi phí cho cái tang lễ của một người. Tôi nói quý vị biết như vậy là nó tiết kiệm rất là nhiều, nhưng mà nó lại trở lên có ý nghĩa ấm cúng vô cùng. Cái lý do là chúng ta chỉ có thể tổ chức lễ thiêu cho người đó tại nhà quàng, và sau đó đó thì có một cái buổi lễ tưởng nhớ tại nhà thờ. Và nhà thờ Người Hoa họ cũng bắt đầu làm như vậy tại đây. Và là tổ chức nhà thờ thì thứ nhất đó là chúng ta có cái phương tiện nhà thờ này, và có những người thì nói ồ như vậy là quá tốt, bà Trần Thị Mỹ Lệ bà đi nhóm tại đây, đến nhà thờ bà ấy nhóm và sinh hoạt và tổ chức cho bà ở đây thì ấm cúng vô cùng, và những người đến dự ngồi cũng rất là thoải mái. Phan quý vị thử tưởng tượng đến nhà quàng thì khi ngồi rất là chật chội đại khái như vậy mà tốn kém rất là nhiều, và nếu tổ chức vào cuối tuần còn tốn hơn nữa. Thì cho nên đó, chúng ta sẽ tổ chức cái lễ tưởng nhớ cho bà ở tại đây sau khi lễ thiêu tổ chức ở tại nhà quàng, thì sau đó thì Sarah sẽ đến nhận cái cho cốt và sau đó đem về đây để tổ chức tang lễ.
Và chúng tôi chia sẻ cái điều đó để mà quý vị có thể biết. Bởi vì tôi nói cái điều này để quý vị biết thôi. Bởi vì lễ thiêu với lại mà lễ mà tổ chức chôn đó, nó có tốn kém rất là nhiều, khác biệt rất là nhiều. Và tôi theo tôi có nhiều điều không có cần thiết. Và hôm vừa rồi thì thứ hai vừa rồi thì chúng tôi đi đến nhà quan nói chuyện tôi với Sarah, mà có ông cậu của Sarah. Ông cậu là một người con của ông cậu đó, ông cậu là con của người cậu của bà Trần Thị Minh Lệ đó đến. Và ông ấy nói, ồ đó là một nhà thờ tổ chức như vậy là quá tốt rồi. Ông nói là ông và ba má tôi cũng trồn đây mà chẳng có ai đến thăm hết trơn. Mà chẳng có ai đi thăm bao giờ đi thăm hết trơn. Mà con tôi nó thấy cái chuyện đó nó không là chuyện bình thường, nó chẳng bao giờ đi thăm hết. Mà tôi cũng hiếm khi mà tôi đi qua được. Và nếu tổ chức cái lễ thiêu đó, đó là cái điều mà nó là điều mà tốt nhất. Thì tôi chia sẻ cái điều này để giúp cho quý vị có thể mình nhìn cái cuộc sống nó giản tiện hơn, mà nó không có khó khăn với vấn đề tài chính. Bởi vì nếu mà bình thường trong một cái lễ tang, trong lễ tang của một người đó, khi qua đời là bình thường thôi phải cũng phải là trên 20 ngàn. Còn có những người nếu mà tổ chức mà nó đùng đàng đó thì nó có thể tốn cả $100,000 đó, phải không quý vị? Cho nên tôi chia sẻ cái điều này để quý vị biết mà cái tổ chức nhà thờ như vậy nó ấm cúng vô cùng, tôi thấy không có đâu tốt hơn như vậy nữa. Cho nên tôi chia sẻ như vậy để quý vị có thể biết. Và có điều nữa cũng mà chia sẻ với quý vị là thứ hai vừa rồi thì chúng tôi không đi nhà quàng xong rồi tôi với Sarah có gặp đến nhà viện dưỡng lão để gặp ông Liêm đó. Ông rất là tỉnh táo, bất cứ ai đến ông có thể nhận ra liền. Mà tôi khi tôi nói chuyện thì có một số người cười nói chuyện, ông ấy chỉ có thể không nhận ra những người mà ông không muốn nói chuyện thôi. Còn những người mà ông nói chuyện, thích nói chuyện thì ông nhận ra, ông nói chuyện tình bơ không có gì hết. Đó là cái câu chuyện vui thôi. Nhưng mà khi tôi sao ra vào, ông nhận ra ngay, chúng tôi chào, nhận ra ngay. Tôi còn hỏi ông biết tôi là ai không? Ô, Mục Sư Hiền, tôi biết Mục Sư Hiền. Và sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì tôi có nói với ông ấy như vậy, tôi nói tôi báo cho ông biết một cái tin này nhé. Tôi báo cho anh biết một cái tin này. Tôi nói chị Lệ đó, chị về với Chúa rồi, chị qua đời rồi. Tôi nói câu qua đời trước. Ông nói tôi biết. Rồi tôi nói câu tôi sợ ông cũng chỉ nó biết giống như là không có biết thôi. Tôi nói tôi nói với anh biết là chị đó về với Chúa rồi. Anh nói ông nói tôi biết. Rồi sau đó tôi nói dùng cái từ chị mất rồi. Ông nói tôi biết. Tôi nói là tôi nghĩ bụng là sao ông biết được. Tôi nói biết bao giờ, ông biết khi nào, ông nói mới biết thế này. Tôi nói biết. Và tôi với Sarah cái nhìn nhau, hai người rất là ngạc nhiên, bởi vì làm sao biết được. Nhưng mà ông rất là tỉnh nha, chứ không phải ông tỉnh. Ông tôi biết. Chúng tôi với Sarah về nhà không biết tại sao ông biết nữa. Ông biết, nhưng mà Sarah nói chắc là nhiều khi ông giống như là có thể đó nó cái sốc quá, nhiều khi ông cũng nói, ông nói đại khái như vậy thôi. Dạ, có thể nghĩ cũng là đúng. Nhưng mà đến khi về nhà thì tôi biết là tại cô Ánh có nói chuyện ông ấy rồi. Cô Ánh nói chuyện ông sáng ngày Chủ nhật. Nhưng mà chắc là ông ấy sợ là nếu mà tôi nói cho cô Ánh, nói cho ông biết thì chắc là tôi buồn hay gì đó, không biết đại khái như vậy thôi. Thì ông ấy giấu, không cho tôi biết là cô Ánh nói cho ông ấy biết, nhưng mà ông biết. Tôi nói cái điều này có nghĩa là chỉ nói rằng ông ấy rất là tỉnh táo, đơn giản vậy thôi. Rất là tỉnh táo, minh mẫn, không có gì hết. Tôi nói là cuối tuần này tôi đi họp. Thì ông nói rằng, mục sư đi họp đâu? Tiểu bang nào? Tôi nói tôi đi qua Louisiana. Ông nói, ồ Louisiana cái chỗ đó, người Việt làm nghề đánh cá nhiều lắm. Có phải tỉnh táo không quý vị? Rất là minh mẫn, biết hết trơn. Biết là đợt này tôi thấy tỉnh táo hơn cái kỳ trước nữa. Nhưng mà ý tôi nói rằng ông ấy biết. Chỉ có điều là ông ấy, bây giờ ông chỉ nằm đó thôi. Và không có tập therapy giống như để có thể đi nữa, giống như bên trước đó. Thì tôi có thể nói chuyện với bên nhà quàng, bên dưỡng lão coi xem làm sao. Nếu mà khi tổ chức tang lễ đó, là có thể đưa ông đến dự được hay không? Đó là vấn đề nữa. Quý vị cũng cầu nguyện cho mọi sự. Tôi chia sẻ với quý vị cái điều này, tại nó hơi nhiều, tại vì nó giống như trong gia đình. Tôi thì tôi thích nói đâu vào đó đàng hoàng, chi tiết, để quý vị có thể hiểu được những cái gì đang xảy ra. Bởi vì chia sẻ cái điều này cũng giống như chia sẻ những cái gì ở trong gia đình để quý vị biết.
Có những trường hợp quý vị biết được quý vị cầu nguyện, quý vị biết được quý vị khích lệ tinh thần cho nhau, cho những người họ đang gặp những sự khó khăn như vậy. Cho nên là đó là vấn đề như vậy. Cảm ơn Chúa về cái sự quan tâm của quý vị đối với một người con gái của Chúa khi mới qua đời. Và đây cũng là một cái sẽ thể hiện ở trong cái tình thân ở trong Chúa, ở trong một gia đình. Cho nên là cái điều này xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Cảm ơn Chúa về sự dâng hiến của quý vị trong tuần lễ vừa qua. Nhưng mà có một điều đó, buổi sáng ngày hôm nay đó thì ông bà ứng có đến nhà của tôi, con chờ tới, Sơn chờ tới, nó đến để đưa tiền dâng hiến cho nhà thờ cũng như là góp phần trong vấn đề chuẩn bị tang lễ cho bà Trần Thị Mỹ Lệ. Cho nên có ghi trong tờ chương trình như vậy. Cảm ơn Chúa. Theo giờ này tôi mời hai bà Chánh và bà Hương đến để lấy tiền dâng cho Chúa, bởi vì bà Sáu thì đang ở dưới San Diego để chăm sóc cho mẹ của mình. Chúng ta sẽ lấy tiền dâng trước, sau đó thì mình sẽ có gì thì giờ để mà mình cầu nguyện quý vị ha. Khi nãy thì bà Hương trước khi bà đến đây, bà có thách cho tôi, bà nói chứ mục sư mấy người cầu nguyện cho Bình đó, là con của bà đó đang bị bệnh, cho nên là quý vị cũng cầu nguyện cho Bình đang bị bệnh, cũng như cầu nguyện cho tất cả những con cái của Chúa trong hội thánh của Chúa, mỗi người có được cái sức khỏe quý vị. Thưa mời quý vị đồng đứng dậy, chúng ta hiệp ý cầu nguyện quý vị ha. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con được đến thờ phượng Chúa buổi chiều ngày hôm nay tại đây. Và cảm ơn Chúa vì không những Chúa ngày cho chúng con được thờ phượng Chúa, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa về mọi phương tiện mà Chúa chuẩn bị cho những con cái của Chúa không thể đến được, hoặc có những người đi xa, họ có thể thờ phượng Chúa trực tuyến cùng với chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự chăm sóc chu đáo của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con. Đặc biệt chúng con cảm ơn Chúa về sự chăm sóc của Chúa khi mỗi chúng con có thể trải nghiệm được trong suốt một tuần lễ vừa qua. Có những con cái của Chúa bị cảm cúm, Chúa cũng đã nghe lời cầu nguyện, Ngài chữa bệnh cho. Có những con cái của Chúa đối diện với những sự khó khăn, thử thách, nhưng Chúa cũng chăm sóc một cái rất là đặc biệt. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Và chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục đồng hành cùng với mỗi chúng con trong tất cả những sinh hoạt, công ăn việc làm, tất cả những con cái của Chúa, sự đi ra đi vào của tất cả những con cái của Chúa. Xin Chúa bảo vệ từng người một ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng với đại hội Baptist đang diễn ra tại New Orleans, Louisiana. Con cảm ơn Chúa vì cái dịp đặc biệt này mà Chúa đưa tất cả những quý vị mục sư, những đại biểu đại diện cho các hội thánh để trở về họp lại với nhau để nhận đồng công với nhau giải quyết những công việc trong giáo hội, và cũng có cơ hội để khích lại tinh thần cho nhau qua lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, xin Chúa gìn giữ những con cái của Chúa trong suốt kỳ đại hội này được ở trong sự chăm sóc chu đáo của Chúa. Chúa bảo vệ mỗi một người, nhất trong mọi chương trình, được ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì đời sống của chúng con ở trong sự quan phòng của Chúa. Và con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cung cấp đầy đủ những nhu cầu cần dùng cho chúng con trong tuần lễ vừa qua. Vì vậy, trong thời gian này, chúng con có trích ra một phần để dâng hiến cho nhà của Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài nhận số tiền này và Ngài ban phước cho và sử dụng số tiền này đặc biệt cho công việc nhà Ngài. Không những Ngài ban phước cho công việc của Chúa tại đây, nhưng Ngài ban phước cho mỗi đời sống của chúng con, những người dâng hiến cho công việc nhà Chúa và những người sẵn sàng tận dụng tất cả những cơ hội dịp thuận tiện để phục vụ Chúa bằng tất cả những khả năng ân tứ mà Chúa Ngài ban cho mình. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Con cũng cầu nguyện đặc biệt cho trường hợp gia đình của bà Trần Thị Mỹ Lệ. Chúng con
cầu nguyện xin Chúa ban cho ông Liêm cũng như Sarah mỗi một người có được sức khỏe, có được sự bình an ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa, trong sự chăm sóc, trong sự yêu thương của Ngài, nhất là qua những người thân, những người trong hội thánh của Chúa, và nhất là trong việc chuẩn bị cho chương trình lễ thiêu, chương trình lễ tưởng nhớ trong những ngày tới. Khi nào có thể chuẩn bị được, xin Chúa bày tỏ cho. Bởi vì tất cả chúng con chỉ muốn và còn tin rằng bà Trần Thị Minh Lệ cũng muốn như vậy. Nó chỉ muốn vì cơ danh của Chúa được vinh hiển. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Thank you, our Father in heaven, for the time we can worship you. Thank you for the time we can do the giving to you, back to you. We believe everything we have belongs to you. So at this time, we ask you to receive the gift. Bless it and use it for your glory. Not only that, I ask you to bless every one of us so that we can, through us, more people will be blessed. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị an toàn. Thì giờ này có ban tứ ca, mà ban tôi để chữ tứ ca, mà trong đây thì nhìn có ba tam ca thôi. Tại vì lúc đầu tiên á, cái chương trình này đó tôi thay đổi hoàn toàn khi mà tôi quyết định ở nhà, bởi vì quý vị mỗi một khi trong tuần á, tối thứ sáu là tối thứ năm chúng tôi tập hát rồi, cho nên chương trình căn bản là đã xong vào ngày thứ năm là xong rồi, cho nên là tôi chuẩn bị in cái chương trình đó cho ngày trước khi chúng tôi đi, nhưng mà cuối cùng thay đổi, tôi đổi lại hoàn toàn. Cho nên tôi lúc đầu tiên tôi để là tam ca thôi, nhưng mà bây giờ thật ra là có tứ ca, cho nên mời ban tứ ca lên đây. Trong ban tứ ca có một tên của một người giấu tên tại đây, quý vị biết, quý vị nhìn đọc trong đó và quý vị biết người đó có hát này, quý vị biết người đó là ai. Ok, chúng ta sẽ mời ban, quý vị sẽ nghe ban tứ ca hát ca ngợi Chúa và trong tinh thần để cảm tạ ơn Chúa. Hôm tôi Giêsu
tiên thì tôi định tôi viết tên là bản hát tam ca áo dài không, mà tôi cũng định tứ ca. Cảm ơn Chúa thì những quý vị, tôi nghĩ rằng hát thờ phượng Chúa thật ra Chúa biết. Nếu trong quý vị tại đây hoặc là trong gia đình quý vị ai muốn hát ca ngợi Chúa đó thì có thể cho tôi biết và chúng ta tập để chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa một cách nó tốt đẹp. Tiếp theo chúng ta trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa. Lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay được chép trong sách Phúc Âm Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu số 32, và kính mời ông Phước đến để đọc lời của Chúa. Kính chào mục sư, kính chào tất cả quý vị trong hội thánh. Sau đây tôi xin đọc kinh thánh trong Phúc Âm Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu 32. Ngày tiếp, một người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha: Cha ơi, xin cha cho con phần tài sản của con. Người cha chia gia tài cho các con. Chẳng bao lâu, đứa em thu hết tài sản, lên đường đi đến một nơi xa. Ở đó ăn chơi trác táng, tiêu sạch gia tài mình. Khi nó đã tiêu hết tiền, cả xứ ấy bị nạn đói trầm trọng, nên nó bắt đầu trúng ngặt. Nó đi làm thuê cho một người dân bản xứ và được sai ra đồng chăn heo. Nó mơ ước được ăn vỏ đậu heo, ăn để lấp đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha mình đều có bánh ăn dư dật, mà nơi đây ta lại đang chết đói. Ta sẽ đứng dậy đi về với cha ta và thưa: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng còn gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như là một người làm thuê của cha. Rồi nó đứng dậy trở về với cha mình. Nhưng nó khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn. Người con thưa: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng cha nó bảo các đệ tớ: Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. Cũng hãy bắt con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được. Vậy họ bắt đầu ăn mừng. Nhưng người con cả ở ngoài đồng về, gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. Nó đáp: Em cậu mới về nên ông chủ hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Người con cả nổi giận không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. Nhưng nó đáp: Bao nhiêu năm qua con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha. Thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản của cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó. Cha nó giải thích: Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Nhưng ta phải ăn mừng, hoan hỷ vì em con đã chết mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được. Đó là lời của Chúa. Xin Chúa ban phúc cho lời của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái câu chuyện này chúng ta nghe thì tôi nghĩ đấy cũng là điều mà rất là đặc biệt, chúng ta có thể cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa đối với chính mình. Trước khi chúng ta cùng nhau nghe lời của Chúa, tôi mời quý vị cùng ban thờ phượng sẽ hát thêm một bài hát để ca ngợi Chúa.
đi với Cha khi mộng trần gian khoáng xa. Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la, được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoa sống trong yêu mến chàng hòa. Bước với Chúa yêu thương, tay trong tay luôn chẳng lao không sợ. Có cái cũng như là quen rồi đó, mỗi khi ai đọc kinh thánh đó, thì họ nói những cái gì thì sau khi chúng ta nói amen ha quý vị ha. Nhất là khi chúng ta tôi chúc phước sau cùng thì tất cả đều nói amen hết, thì nó giống như là một cái sự tập trung vào nhiều hơn quý vị ha. Buổi chiều ngày hôm nay tôi giảng về cái đề tài nói về gia đình Cơ Đốc tăng trưởng. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều rất là đặc biệt. Trong tháng 5 và tháng 6 thì tôi có chuẩn bị những cái đề tài nói về gia đình. Nhưng mà trước khi tôi bắt đầu cái này, tôi mời quý vị coi một cái video clip. Đây là cái video clip mà bà xã bà đưa cho tôi coi. Bà đưa cho tôi coi, bà ấy muốn lại bà ấy nghe. Bà đưa cho tôi coi. Bà đưa tôi coi cái video clip này, nó có 11 second thôi. Mà bà ấy cười 5 phút sau chưa có ngừng. Thì bà đưa tôi coi, thì tôi nói tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Thì bà đưa tôi coi xong rồi bà nói, anh thấy không? Ở trong đời này có nhiều người như thế đó. Cũng có nhiều người như thế đó. Ok, quý vị coi, can you turn off the light and show that video clip on the PowerPoint. On the PowerPoint. Next. Coi đến ba bệnh nữa được, ok. Quý vị thấy phải không ạ? Bà này bà đến thăm chồng bà bị bệnh, ở trong bệnh viện đó phải không ạ? Thì bà đến làm sao mà bà ấy, cái giường bệnh của ông chồng nằm để dưỡng bệnh, để trị bệnh mà bà ấy, ông chồng phải đứng dậy mà bà ấy nằm xuống bà ấy ngủ, phải không ạ? Thì đây là cái chuyện vui thôi phải không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng nói về vấn đề gia đình phải không ạ? Có nhiều người rất là vô tư phải không ạ? Rất là vô tư. Tôi không dám nhắc thì nhắc nhiều sợ đụng chạm đến một số người nên không muốn nhắc. nhưng mà có điều đó, trong đời sống thì có rất là nhiều khi cái sự vô tư đó cũng là một cái điều vui trong cái đời sống gia đình. Ok, thì trước khi chúng ta bắt đầu cái bài học buổi chiều ngày hôm nay đó, tôi mời quý vị đọc chung với nhau một câu kinh thánh. Cái đoạn kinh thánh đó ở trong Phúc âm Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu số 32 đó, thì chúng ta đã nghe ông Phước đọc rồi. Nhưng mà cái câu gốc ở trong cái bài học buổi chiều ngày hôm nay đó, thì ở trong thư Phêrô,
Nhì đoạn 3 câu 18 tôi có để trên cái tờ trên màn hình đó. Tôi mời quý vị đọc chung cùng với nhau. Đây cũng là một cái tập trung cái chủ đề chúng ta suy gẫm trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta mời quý vị đọc chung cùng với nhau. Nhưng anh chị em hãy tăng trưởng trong ơn phước Chúa và học biết nhiều hơn về Chúa cứu thế Giêsu, đấng cứu rỗi chúng ta. Cầu xin vinh quang quy về Chúa hiện nay và suốt cả cõi đời đời. Amen. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được đến để thờ phượng Chúa. Đến đây thì giờ mà con tin rằng Chúa muốn ban phước cho chúng con khi Chúa dùng lời của Chúa để nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con. Dùng lời của Chúa để thêm sức cho chúng con, để chuẩn bị chúng con cho một tuần lễ mới khi chúng con còn có những công việc mà Chúa giao phó cho chúng con ở trên đời này. Vì vậy, xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng con trong sự nghe, trong sự hiểu và trong sự áp dụng vào chính đời sống của chúng con, để chính đời sống của chúng con sẽ được tăng trưởng, được mạnh mẽ, vui thỏa trong mọi sự, được phước hạnh trọn vẹn. Nhưng mà qua chính đời sống của chúng con, nhiều người có cơ hội được biết đến Chúa và nhiều người cũng có cơ hội được tin nhận Chúa Giêsu làm cứu cho chính đời sống của mình. We just thank you, our Father in heaven, for the time we can listen from your words. We just ask you to bless us with the wisdom, with the understanding, so that we may follow your guidance, with the good encouragement, so that we can continue to enjoy our fellowship with you, enjoy the works you entrust to us. I pray for myself, I ask you to use me to transfer this message to your people. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong khi chúng ta cùng nhau suy gẫm về cái gia đình tăng trưởng, đây là rất là vấn đề quan trọng. Như tuần trước tôi chia sẻ với quý vị trong bài học tuần trước đó, khi một quốc gia đó mà được hưng thịnh hay được vững mạnh thì quốc gia đó phải bắt đầu với gia đình. Nhưng mà thật ra cái sự hưng thịnh hay không đó thì nó cũng có thể kết thúc bởi gia đình, từ gia đình. Cho vì vậy là những người con cái của Chúa, chúng ta biết chắc chắn rằng gia đình rất là quan trọng. Và cũng chính vì quan trọng như vậy cho nên Chúa thiết lập gia đình. Chúa thiết lập gia đình. Cho nên vì vậy đó, cái cuộc sống được tạo thành qua từng giai đoạn đó là về việc Chúa sắp đặt gia đình ở trong từng giai đoạn khác nhau. Và mỗi giai đoạn xảy ra thì để chuẩn bị cho một giai đoạn kế tiếp. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu như vậy. Mỗi giai đoạn ở trong gia đình xảy ra là việc Chúa chuẩn bị cho những giai đoạn kế tiếp ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Trong cái hệ quả tự nhiên đó, của cuộc sống đó, thì chúng ta phải trải qua từng cái bước phát triển khác nhau ở trong đời sống của mình. Không thể nào mà có sự giống nhau được hết trơn. Mỗi một giai đoạn trong đời sống của chúng ta nó có cái sự phát triển khác nhau. Và cái khả năng về vấn đề xung đột trong cuộc sống đó, hoặc là có những khủng hoảng trong cuộc sống đó, là một trong những điều đó, nó là diễn tiến trong cái sự phát triển ở trong đời sống của chúng ta trong mỗi giai đoạn. Vì vậy đó, chúng ta cần phải tích cực tập trung vào để có thể đáp ứng cái nhu cầu phát triển trong chính đời sống của chúng ta. Cũng giống như con người, phải không ạ? Chúng ta thấy nó có một sự phát triển. Ví dụ nó một em bé mới sinh ra và chúng ta có thể hiểu được đến khi bao nhiêu tháng đó thì nó có thể đi được, rồi bao nhiêu tháng nó có thể chạy được. Rồi chúng ta có thể suy nghĩ rằng khi nó mới sinh ra đến nó được mấy tháng thì nó có thể uống sữa, mấy tháng nó có thể ăn bột, mấy tháng nó có thể ăn đồ cứng được. Đại khái như vậy. Rồi đến khi nào nó có thể đi học được. Và vấn đề đi học ngày hôm nay người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Các nhà tâm sinh lý học họ đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Đến đứa trẻ đến cái tuổi nào nó có thể đi học và nó đi học nó có thể học đến đâu, nó có thể nghe đến đâu, đó là cái vấn đề phát triển qua từng giai đoạn một như vậy. Cho nên vì vậy đó, cái bài học buổi chiều ngày hôm nay chúng ta biết rằng khi xác định được ở cái sự phát triển trong đời sống của chúng ta đó, thì cái tuổi thơ đó là nó thật rất là đáng yêu trong đời sống của mỗi người. Mỗi một người có tuổi thơ và tuổi thơ rất là đáng yêu. Tuổi thiếu niên á, thì rất là tuyệt vời. Tuổi trưởng thành thì là cái tuổi phiêu lưu. Và cái tuổi trung niên á, là cái tuổi
kỳ diệu và cái tuổi già hiền triết. Khi chúng ta nói về vấn đề đời sống của con người, chúng thấy rằng khi cái tuổi người ta cao tuổi, ta sống thanh tao hơn, sống nó có cái giá trị hơn, và nó sống cho có cái suy nghĩ, có những quyết định chín chắn hơn ở trong cái đời sống của mình. Và người ta có cái lý luận mà nó rất là đặc biệt, chúng ta suy nghĩ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nếu chỉ có để ý nghe những cái người mà họ ở cái tuổi cao niên đó, họ chia sẻ đó, tôi nói rất là nhiều người thôi chứ không phải tất cả mọi người, thì họ chia sẻ những cái điều đó. Và chúng ta là những người ngày hôm nay đó, chúng ta những người trẻ hơn đó, chúng ta có thể học hỏi được rất là những điều, rất là nhiều điều. Tại sao chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có nhiều người ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ rằng ồ, ngày xưa cha mẹ của mình hay ông bà của mình nói như vậy mà mình không hiểu, nhưng mà bây giờ mình hiểu tại sao họ nói như vậy. Đây là những điều rất là đặc biệt chúng ta nghĩ trong đời sống của chúng ta đó, và chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Vì vậy, nói về cái vấn đề gia đình Cơ Đốc tăng trưởng đó, thì chúng ta phải đi hiểu về cái từng cái giai đoạn một. Làm sao có thể tăng trưởng được, nhưng mà nó phải đi từng cái giai đoạn một. Giai đoạn thứ nhất đó là một năm á đó là thời thơ ấu đáng yêu. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Thời thơ ấu đáng yêu, đây là rất là quan trọng. Chúng ta không thể nói rằng tôi sực sinh ra, tôi muốn tăng trưởng, tôi muốn trưởng thành, tôi không muốn trải qua giai đoạn thơ ấu, hoặc là trải qua giai đoạn niên thiếu hay là thiếu thanh niên. Cho nên một năm á đó là thời thơ ấu đáng yêu. Cái tuổi thơ đó, đáng yêu đó, là kéo dài suốt cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến khi dậy thì. Đó là cái nguyên tắc về các nhà tâm lý, các nhà phân tích, nghiên cứu về đời sống con người, thì họ cho biết rất là rõ như vậy. Cái tuổi thơ đáng yêu kéo dài suốt từ khi con một người được sinh ra cho đến tuổi dậy thì. Chính trong thời gian này đó, cái nền tảng toàn bộ cuộc sống đó của một cá nhân được thiết lập. Và quý vị thấy rằng rất là rõ, và nhất là những gia đình có con nhỏ ngày hôm nay, quý vị thấy nó có cái giai đoạn nó phát triển một cách rất là đặc biệt như vậy. Rất là đặc biệt như vậy. Và quý vị cũng biết rằng đây là cái thời kỳ mà chúng ta nhìn lại đó, chúng ta thấy cái thời kỳ tuổi thơ ấu đó nó rất là đáng yêu. Cho nên có rất là nhiều người nói ồ, tôi thích cái thời kỳ thơ ấu của tôi chẳng hạn như vậy. Họ có những cái kỷ niệm rất là đặc biệt như vậy. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta khi suy nghĩ như vậy đó, ngày hôm nay chúng ta học, thì chúng ta biết rằng đó, trẻ em đó không được sinh ra theo ý chí tự do của chúng. Như phía trước tôi đã nhắc cái bài giảng tuần trước đó, trẻ em không phải sinh ra theo cái ý muốn của chúng. Chúng không thể nói là ồ, tôi muốn sinh ra trong người trong gia đình này, hoặc là sinh ra ở trong cái dòng họ này. Chúng không có quyền lựa chọn, phải không ạ? Trẻ em sinh ra là do cha mẹ lựa chọn, quý vị thấy không ạ? Nghĩa là mình chọn, mình muốn sinh một đứa trẻ ra. Cho đây cũng nói là vấn đề rất là quan trọng, đặc biệt ở trong cái vai trò trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Cho nên cha mẹ sinh con ra thì cha mẹ phải có trách nhiệm đối với con cái. Đây là chuyện rất là tự nhiên. Cha mẹ không thể lạm dụng, vì khi sinh ra con cái là lạm dụng cha mẹ của mình, rồi là đưa con cái cho ông bà chăm sóc rồi mình không cần quan tâm gì hết. Không phải như vậy. Cho nên vì vậy, cha mẹ khi sinh con cái rồi phải có bổn phận, phải có trách nhiệm đối với con cái của mình. Tất nhiên ngày hôm nay chúng ta biết rằng có rất là nhiều ông bà ngày hôm nay muốn chăm sóc cho các cháu của mình, để cho các con của mình nó có cơ hội để làm việc, bởi cuộc sống ngày hôm nay khó khăn. Tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cũng là chuyện rất là tự nhiên đối với nhiều ông bà ngày hôm nay như vậy. Nhưng mà cha mẹ sinh con cái, cha mẹ phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm đối với con cái của mình. Và Kinh Thánh nói rất là rõ như vậy. Cho nên vậy đó, trong những năm hình thành cho con cái đó, thì người cha và người mẹ phải có cái trách nhiệm trọng yếu ở trong đó. Tất cả những người xung quanh chỉ là sự đóng góp thôi, nhưng mà nhiệm vụ chính vẫn phải là cha mẹ của chúng. Cho nên vì vậy, mỗi một ngày khi các đứa nhỏ nó được phát triển đó, thì mỗi ngày quý vị thấy nó có trách nhiệm càng hơn, mỗi ngày thấy có trách nhiệm càng hơn, quý vị không ạ? Khi mà đứa nhỏ nó còn nhỏ quá đó, thì cha mẹ giúp cho nó cái chuyện này chuyện kia, cho nó ăn, thay tã, tắm giặt cho nó. Nhưng khi đến càng tuổi trưởng thành thì nó càng có trách nhiệm thêm, phải không ạ? Và tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Nếu cha mẹ làm đúng cái vai trò trách nhiệm của mình và giúp cho con cái của mình đó, thì sau này đó cũng tạo cho con cái của mình nó có cái sự phát triển tốt hơn và đời sống của nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ bồng ấm con cái của mình hoài, sau này đó có thể nó sẽ không có phát triển được.
Cho nên vì vậy chúng ta phải biết rằng mình có trách nhiệm, có bổn phận, nhưng mà cũng phải tập tành cho chúng như vậy. Cho nên vì vậy đó, cái thời thơ ấu đáng yêu như vậy đó, thì chúng ta nghĩ rằng nó đáng yêu như vậy, nhưng mà không có nghĩa là nó không có những cái khó khăn. Cho nên vì vậy, cái phần A thì nói rằng những khủng hoảng đáng chú ý. Đây là những cái khủng hoảng đáng chú ý trong từng cái giai đoạn. Phần A thì nói là những khủng hoảng đáng chú ý, khi quý vị điền vào những cái chỗ trống như vậy, những khủng hoảng đáng chú ý. Khủng hoảng tại đây không có nghĩa là xấu. Khủng hoảng ở chỗ này đó có nghĩa là một cái những cái điều gì nó xảy ra và nhiều khi chúng ta không có thể chuẩn bị trước được và chúng ta không có thể kiểm soát trước được, nhưng mà nó xảy ra. Nhưng mà nó xảy ra là tốt chứ không phải xảy ra là xấu. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải suy như vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng có ba cuộc khủng hoảng đáng chú ý mà tất cả các trẻ em đều trải qua. Tất cả các trẻ em đều trải qua. Và cái thách thức thẩm quyền trong vấn đề và cái vấn đề đấu tranh về cái sự bất an và cái sự xung đột với tất cả những cái giá trị đạo đức, nó xảy ra trong cái giai đoạn này. Tôi nghĩ rằng chia sẻ cái điều này nó rất là đặc biệt. Và khi tại sao nếu mà khi tôi chia sẻ như vậy, quý vị nói tôi giống như là một nhà tâm lý học hay là một nhà nhân chủng học về nói về cái vấn đề sự phát triển từng giai đoạn của con người. Nhưng mà trên phương diện chúng ta cần phải nhận biết cái điều này để biết rằng con người ta nó phát triển qua từng giai đoạn và cái nhu cầu nó phát triển đến đâu, đòi hỏi đến đâu, và chúng ta có thể đáp ứng được những cái điều đó. Và nếu một gia đình mà muốn phát triển được đó thì chúng ta cần phải hiểu được ở trong những cái giai đoạn như vậy. Thứ nhất đó, chúng ta thấy rằng khủng hoảng về vấn đề thẩm quyền đó, đây là một vấn đề rất là đặc biệt. Cha mẹ sinh con cái ra đó thì cha mẹ phải có thẩm quyền trên con cái của mình. Nhiều khi đó chúng ta có những người ngày hôm nay nhiều khi là có quá nhiều thấy rằng cuộc sống nó quá tự do, mình nghĩ là không biết mình có thẩm quyền trên con cái của mình không. Thật ra cha mẹ có thẩm quyền trên con cái của mình ở trong từng giai đoạn này. Hôm thứ sáu vừa rồi thì cái đài CNN họ phỏng vấn ông Mike Pence, là ông mà ông phó tổng thống của ông Trump ngày xưa đó, nhưng mà bây giờ ông ấy ra ứng cử tổng thống. Và có một điều người ta hỏi ông ấy về vấn đề đời sống, vấn đề gia đình đó, thì họ hỏi ông ấy, và tại vì ông ấy chia sẻ rồi cho nên họ hỏi ngược câu á. Họ nói rằng đối với ông đó, khi ông nhìn nhận cái vấn đề đó, ông nói về gia đình đối với con cái thì làm sao. Và một trong những điều đó, tại sao ông lại nói rằng con cái đó khi nó còn ở dưới 18 tuổi là không cho nó xâm hình, không cho nó xâm hình đến thân thể của nó, là tại sao? Được, quý vị tên biết như vậy. Ông Mike Pence là ông là người tin Chúa rất là tốt, và ông là người tin Chúa rất là tốt, và ông người có đạo đức. Và cho nên vì vậy đó, ông ấy, và ngay khi đó ông cũng làm chứng về cái đời sống. Ông nói rằng ngày xưa, và người ta cũng nói rằng ông ngày xưa là một người công giáo, rồi sau đó ông bỏ công giáo, ông đi qua cơ đốc giáo. Thì nó hỏi có cái tính hơi xoáy, nhưng mà ông cũng trả lời, ông nói rằng thật ra đó, tôi đúng, gia đình của tôi tất cả mọi người đều ở trong công giáo hết, nhưng mà tôi lúc bây giờ tôi không, tự nhiên tôi thấy cuộc sống nó nhàm chán, tôi cứ giống như làm nó giống như là một cái sự bắt buộc theo cái quy luật mà gia đình trên chèn ép xuống, là tôi không muốn, và tôi không đi nhà thờ nữa. Nhưng mà khi tôi đi học đại học thì tôi gặp một cái nhóm tín đồ Cơ Đốc sinh viên, thì họ nói với tôi về vấn đề mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, đó là cái vấn đề cái mối liên hệ riêng tư với Chúa. Và khi đó cái mối liên hệ riêng tư với Chúa như vậy, và tôi đi nghe, tôi thấy điều đó là đúng, mỗi người cần phải có mối liên hệ riêng tư với Chúa. Và cũng chính vì điều đó tôi tin Chúa, tôi nhận lễ báp têm, và từ đó năm nay tôi đi nhà thờ, và ông nói là tôi dạy trường Chủ Nhật, làm tất cả những điều gì tôi cầu nguyện, tôi không bỏ sự cầu nguyện, tôi làm tất cả những điều gì về cớ danh của Chúa, tôi dạy trường Kinh Thánh, dạy Chủ Nhật trong nhà thờ của tôi. Nghĩa là ông rất là yêu mến Chúa. Nhưng mà cái vấn đề họ hỏi ông xoắn mấy câu là tại sao ông nói rằng không có cho những đứa bé mà dưới 18 tuổi nó xâm hình. Ông nói đó, con người ta nó có những cái nguyên tắc căn bản và có những cái đòi hỏi căn bản ở trong thân thể của mình. Khi nó còn dưới 18 tuổi, thứ nhất là cái độ phát triển ở trong thân thể nó chưa có ổn định.
Và nếu mà nó xâm vào, nó có những cái chất chemical nó bỏ vào đó, nó ảnh hưởng đến thân thể của nó. Thứ hai, khi nó còn dưới 18 tuổi, nó chưa thể quyết định, có quyết định đúng đắn trong cái đời sống của nó được. Cho nên nó không thể tự nó đi xâm mình vào trong cái nó xâm vào trong cái thân thể của nó được. Nếu như nó muốn, sau khi nó có sự hiểu biết, nó có quyết định và nó phải chịu trách nhiệm với quyết định của nó đó, thì khi nó phải 18, ít nhất phải 18 tuổi trở lên. Đó là cái điều mà ông suy nghĩ như vậy. Và tôi nghĩ rất là đúng, bởi vì khi đứa nhỏ quá, nó không thể nào chín chắn với cái quyết định của nó được, suy nghĩ của nó được. Cho nên vì vậy đó, cha mẹ phải có bổn phận trách nhiệm trên cái quyết định của nó như vậy. Cho nên cái thẩm quyền của cha mẹ đối với con cái là phải có. Chứ đừng nói, ồ tôi không thích, tôi cho con tôi tự do. Làm sao mình thích cho nó tự do được? Trong khi đó nó chưa biết quyết định, chưa biết cái điều gì đúng, chưa biết cái điều gì là không, nói là hầu hết chưa biết cái điều gì là có thể có ích lợi cho tương lai của nó như vậy. Cho nên vì vậy, gia đình đó, chúng ta phải biết là cha mẹ cần phải có cái thẩm quyền đối với con cái của mình. Cái điểm kế tiếp đó là nói về cái sự an toàn. Cái sự an toàn, đây cũng là một cái sự khủng hoảng rất là nhiều. Cha mẹ nhiều khi muốn làm rất là nhiều điều cho con cái của mình, nhưng mà rất rất là khó, có thể có những sự khủng hoảng. An toàn là tin tưởng vào môi trường xung quanh hiện tại. Bất an là sự không tin tưởng vào môi trường xung quanh hiện tại. An toàn là coi xem môi trường của mình xung quanh nó có cái gì an toàn, có gì bảo đảm hay không, có cái gì đối với tốt đẹp cho con cái của mình hay không. Cho nên vì vậy khi suy nghĩ cái điều đó như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng con cái của chúng ta đó, nó được phép làm rất là nhiều điều, nhưng mà nó cũng có rất là còn thiếu những sự khôn ngoan. Cho nên cha mẹ cần phải giúp cho nó ở trong những cái quyết định, trong những cái điều mà nó cảm thấy được cái sự an toàn. Ví dụ như nó chơi với bạn, nó là ai, cha mẹ cũng cần phải để ý, cha mẹ cần phải hỏi thăm, cha mẹ cần phải quan tâm, chứ không phải là cái gì cũng cấm hết. Nhưng mà cho nó chơi với bạn nó đến cái mức độ nào. Cho đây là cái điều như vậy. Cho nên vậy đó, khi mà cha mẹ đó mà có cái cảm giác rằng con cái của mình không có sự an toàn đó, thì cần phải có những quyết định cho nó. Nhưng mà tất nhiên khi quyết định như vậy đó, có thể con cái nó có những phản ứng rất là đặc biệt. Con cái nó nghĩ rằng nó có thể có nhiều điều nó hiểu biết, nhất là cái tuổi mà 13, 14 chẳng hạn như vậy, nó nghĩ đó là cái tuổi mà nó tự quyết định, nó rằng quyết định nó có thể hiểu biết, nó có thể có những quyết định riêng cho nó nghĩ lên như vậy. Cho nên nó có cái sự bất đồng giữa cha mẹ với con cái trong những quyết định như vậy. Cho nên cái sự an toàn đó giúp cho con cái của mình đó là cái điều cha mẹ cần phải để ý tới. Và chúng ta cần phải để ý tới như vậy. Đó cũng là một cái sự khủng hoảng. Cho nên có những quyết định cho con cái của mình nó trở thành một cái điều gì đó rất là khó chứ không phải là dễ. Còn đó cũng là cái điều mà nhiều khi con cái nó nói là cha mẹ nó không có thương nó muốn cái điều này mà cha mẹ nó không có chiều theo nó như vậy. Và cái điểm thứ ba là vấn đề đạo đức. Con cái nó còn nhỏ, nó có thể cái tiêu chuẩn về đạo đức nó có thể chưa nhìn thấy rõ. Bởi vì cái tiêu chuẩn đạo đức nó phải xuất phát từ tại đâu, tiêu chuẩn là tại đâu, đây là điều rất là quan trọng như vậy. Cho nên vì vậy đây cũng là một cái điều mà con cái nó có những cái sự suy nghĩ, nó có những cái phản ứng. Bởi vì khi nó đi học trường nó có thể học những đứa khác cái cách phát ngôn của nó, những cái từ của nó, cái suy nghĩ của nó, cái thái độ của nó, mà nhiều khi đó cha mẹ cần phải để ý như vậy. Cho nên vì vậy đó, khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề con cái, vấn đề đạo đức đó, có những cái trường hợp đó mà con cái đó, có những trường hợp, nó có những trường hợp có những người cha mẹ đó thấy con cái nó đi học về và biết rằng nó không có chịu làm bài mà đi chép bài của bạn nó đó, cha mẹ sốc vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì con của mình nó không tự học và nó làm những cái chuyện mà sau này nó không tốt cho nó. Nhưng mà cũng chính vì điều này chúng ta thấy để ý, đây là một cái xã hội tự do, một xã hội mà Chúa ban phước cho đất nước Hoa Kỳ này, có những tiêu chuẩn trong nền tảng đạo đức ở trong Kinh Thánh. Người ta có những sự dạy dỗ rất là quan trọng trong đời sống và vấn đề giáo dục. Như ở tại Việt Nam chẳng hạn như vậy, thì quý vị có nghe câu chuyện cách đây khoảng mấy tuần thôi, có một cái trường hợp, có cái ông kia ông về nhà, con của ông ấy học không có đậu đó. Ông ấy tới, ông tìm cô giáo chủ nhiệm, ông đánh cô giáo chủ nhiệm, ông nói tại sao mà dạy con ông ấy làm sao mà để cho con của ông ấy thi không có đậu. Quý vị thấy cái chế độ người ta nghĩ một cái vô lý như vậy không ạ? Và đến cuối cùng, con mà đi học, nó học không được, đến đánh cô giáo, vô lý vô cùng. Trong đó bao nhiêu đứa học sinh khác nó học nó đậu, mà trong đó có những người như vậy. Nhưng cái điều đó là sự thiếu hiểu biết của người cha mẹ, và có những cái phản ứng như vậy là sai vô cùng, phải không ạ? Cho nên vì vậy, cái điều mà chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề mà những cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta ở trong cái điều như vậy. Đó là những cái khủng hoảng đáng chú ý trong đời sống của những đứa trẻ như vậy. Vấn đề thứ hai và phần B là câu trả lời. Chúng ta sẽ đi mau câu trả lời.
Làm sao giải quyết được những vấn đề như vậy, những cái khủng hoảng ở trong đời sống như vậy? Bởi vì cái việc nuôi dạy con cái của chúng ta đó là một cái kinh nghiệm rất là cần thiết, nhưng mà cũng có thể trở lên những điều rất là đáng sợ trong chính đời sống của mình. Là những người con cái của Chúa theo điều mà Chúa dạy đó, thì sau đây đó là một số cái khái niệm tự nhiên mà những con cái của Chúa cần phải nói theo trong cái việc hướng dẫn con cái của mình một cách an toàn trong cái thời thơ ấu của chúng. Điểm thứ nhất đó là về yêu thương. Về yêu thương, thật ra cái yêu thương đây là điều rất là quan trọng. Yêu thương tại đây đó là chúng ta biết rằng cha mẹ phải yêu thương con cái của mình, phải yêu thương. Tất nhiên quý vị nói, ồ đương nhiên rồi, cha mẹ là phải yêu thương con cái của mình. Nhưng mà mình phải hiểu chữ yêu thương tại đây đó là yêu thương con cái của mình trong mọi hoàn cảnh, và phải tỏ thái độ trong cái tình yêu của mình đối với con cái của mình. Người Á Châu của chúng ta đó, nhất là người sống ở tại Việt Nam đó, thì hoặc là sống tại Á Châu đó, thì nhiều khi mình thương con cái của mình nhưng mà mình không có bày tỏ ra. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta sống tại đây và theo khi học về tâm lý học cái nguyên tắc đó, thì chúng ta yêu thương con cái của mình phải tỏ cho nó biết, cho nó thấy là mình yêu thương nó. Không phải là mình chứng tỏ điều đó, nhưng mà mình nói rằng mình yêu thương con cái của mình, và mình khuyến khích con cái của mình bằng những cái hành động tốt của mình. Mình không chèn ép con cái của mình, hoặc là không bắt phục nó với những cái thẩm quyền của mình. Hoặc là có những khi mình nói cho mình không muốn làm điều đó, nhưng mà mình vẫn làm, vẫn thể hiện trong chính đời sống của mình, nhưng mình bắt con cái của mình không làm được theo điều đó. Ví dụ mình nói là con ơi, yêu mến Chúa, đi nhà thờ nha, nhưng mà trong cái đó mình thì bỏ bê, mình không đi nhà thờ. Con là cái yêu mến Chúa, đừng có làm cái chuyện này chuyện kia nhé. Nhưng mà mình nói với con cái của mình, nhưng mà mình không làm theo như vậy. Đây là một điều rất là khó. Con cái của mình, tôi thấy đó, nhiều khi đó, ngay cả những điều mà tôi thấy ngay cả trong con của tôi đó, những điều tôi nói chuyện đó, với nó, có thể cái vấn đề nghe của nó, áp dụng nó, có thể nó rất là, nó có thể nó ở trong cái giới hạn nào đó. Nhưng mà những cái hành động của mình, nó làm theo rất là nhanh, rất là nhanh. Và đây là điều rất căn bản như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị có thể thấy được điều đó như vậy. Nhất là khi con cái nó ngỗ nghịch đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải yêu thương nó nhiều hơn. Và cái thánh cũng dạy rằng khi mà có những cái khiếm khuyết trong đời sống của con cái đó, những đứa con khiếm khuyết đó, thì càng phải yêu thương chăm sóc nó nhiều hơn. Tất nhiên là khi yêu thương chăm sóc nó nhiều hơn, thì cũng có thể xảy ra cái chuyện là nhiều khi cha mẹ có thể thiên vị là tại vì con nó nghĩ như vậy. Con nó sẽ nghĩ, ồ tại sao bố mẹ thương cái đứa đó nhiều, chăm sóc đứa đó nhiều hơn mà không quan tâm đến những đứa khác. Đây cũng là điều như vậy. Trong câu chuyện và người con trai hoang đàng cũng đã xảy ra cái chuyện đó như vậy, phải không ạ? Khi mà đứa con hoang đàng nó trở về cha mẹ ăn mừng như vậy, thì đứa con ở nhà thì nó tỏ ra ghen tị, phải không ạ? Cho nên vì vậy, nhưng mà chúng ta phải làm những gì tốt nhất vì cớ danh của Chúa như vậy. Và vấn đề thứ hai là phải cha mẹ phải là tấm gương cho con cái của mình, tấm gương để cho con cái của mình noi theo. Và con cái nó nhìn thấy cái hình mẫu của cha mẹ quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Cho nên cảm ơn Chúa, có rất là nhiều những cha mẹ cơ đốc đó, họ nếu mà khi mà họ có một đời sống, như khi gặp khó khăn, nhất là những người đã mà ly dị đó, thì họ có con cái đó, họ vẫn tìm có một cái mẫu người làm sao đó, mẫu người cha làm sao để cho con cái của họ noi theo. Cho nên vậy, các con cái của chúng ta đó, nó vẫn khao khát có một cái hình mẫu để nó noi theo. Đó là cái cách dễ dạy nhất cho con cái của mình. Và vấn đề thứ ba, câu trả lời đó là về sự cứu rỗi, đưa đến với Chúa, nói về Chúa cho nó, tạo điều kiện cho nó nghe. Và nhất là tại Mỹ này đó, chúng ta thấy là cái phương tiện mà những cái vấn đề mà những đứa nhỏ đó nó được dạy dỗ trong nhà thờ rất là tốt. Và nhất là nhà thờ tại đây, chúng ta phải cảm ơn Chúa nhà thờ tại đây. Thật ra Hội Thánh Việt Nam chúng ta không có đủ nhân sự để làm điều đó như vậy, nhưng mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta có nhà thờ người Hoa tại đây. Họ có những cái chương trình cho thiếu nhi rất là tốt như vậy. Cho chúng ta hãy tận dụng cái điều đó, làm sao giúp cho các đứa nhỏ đó nó được nuôi dưỡng trong những vấn đề như vậy, và làm sao giúp cho nó có cơ hội để biết đến Chúa, biết đến trải nghiệm cái sự cứu rỗi trong chính đời sống của mình. Làm sao có thể giúp cho đứa nhỏ mà nó nhỏ, nó sao nó có thể hiểu biết về vấn đề cầu nguyện, hiểu biết về vấn đề làm sao Chúa yêu thương mình, cứu chuộc chính đời sống của mình. Và cái điểm quan trọng là cha mẹ muốn con cái của mình nó biết đến cái sự cứu rỗi, nó biết tin Chúa đó, thì chính mình phải làm sao giúp cho nó biết được cái điều đó. Và chúng ta phải làm gương cho nó trong vấn đề yêu mến Chúa, sống cho nó biết đến Chúa.
Nên ngày hôm nay không những cha mẹ không thôi, ngày hôm nay các ông bà cũng vậy, muốn con cháu, các cháu của mình, con cháu của mình nó biết đến Chúa, mình phải làm gương cho nó, mình làm để cho nó có thể thấy được cái điều đó trong nào. Cái vấn đề Hai La Mã, Hai La Mã nó về khủng hoảng thời niên thiếu. Khủng hoảng thời niên thiếu. Những đứa nhỏ là tuổi thìn á. Đây là cái thời niên thiếu của những đứa nhỏ, đây là một thời kỳ nó rất rất là khó, bởi những đứa nhỏ nó muốn trở nên độc lập. Nó muốn tự nó quyết định, nó muốn chứng tỏ cho cha mẹ biết rằng nó có thể quyết định được. Để cho nên vì vậy đó đây là một giai đoạn rất là khó, có thể nói đây là một giai đoạn khủng hoảng, và nhiều người đó, nhiều người có con ở trong giai đoạn này đó, họ căng thẳng vô cùng, họ tìm như hết cái nhà tâm lý học, những nhà tư vấn này tư vấn kia để giúp cho con cái của mình. Có nhiều người họ đến trường học, có nhiều người đến nhà thờ, họ tìm những cái này khác để mà tư vấn cho con của mình. Bởi vì nhiều khi cha mẹ nói với con cái cũng rất là khó, nhưng mà có những người bạn thân mà nếu yêu mến Chúa, hoặc có những người trong nhà thờ, những thầy cô giáo trong nhà thờ dạy dỗ, thì đó là một điều rất 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 là tốt như vậy. Bởi vì giữa cái tuổi thơ với cái tuổi niên thiếu đó, thì nó có những cái giai đoạn, và cái tuổi niên thiếu này đó là giai đoạn, một thời đoạn dài, nói về cái sự phát triển của con người rất là quan trọng, và cái suy nghĩ của con người, đứa trẻ rất là quan trọng, và cái quyết định của nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề cái đời sống của những đứa nhỏ như vậy. Những cái cuộc khủng hoảng rất là đáng chú ý ở trong cái thời kỳ của thời niên thiếu đó rất là đặc biệt. Đó là vấn đề đó, những người đứa trẻ đó nó phải chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Ngay cả khi đó nó ở dưới quyền của cha mẹ, nhưng mà nó phải giúp cho nó chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải suy nghĩ những cái cuộc khủng hoảng này đó, nó khiến cho những đứa trẻ đó, nó có thể có những cái thái độ, có thể có những cái hành động, có thể có những suy nghĩ. Nó khiến cho cái khủng hoảng ở trong vấn đề thẩm quyền của cha mẹ đó, nó bị gây cấn. Có nhiều khi nó cái sự vâng phục của đối với cha mẹ đó, nó thể hiện ra trong chính đó. Có nhiều khi nó không muốn nghe. Cho nên về cái sự lỗi loạn về vấn đề chống lại thẩm quyền của những đứa nhỏ đó là một cái quá trình phát triển. Cái trách nhiệm và quyền hạn của cha mẹ đó, đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải thể hiện. Những đứa nhỏ như vậy đó, nó có một cái suy nghĩ, và nó có một cái sự thể hiện nó rất là đặc biệt. Nó muốn thể hiện cái thẩm quyền của nó, nó thể hiện cái khả năng của nó, và nhiều khi nó không muốn nghe cha mẹ. Và nếu mà như vậy đó, thì cha mẹ cần phải giữ tiếp tục có cái thể hiện cái trách nhiệm, cái quyền hạn của mình đối với con cái của mình. Cho nên vì vậy đó, khi chúng ta nói với những đứa nhỏ, chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Cái bài học này, đây là bài giảng, nhưng mà cũng nói rất là căn bản để quý vị có thể hiểu về cái tình trạng từng giai đoạn một trong đời sống của con người, để có thể giúp đỡ cho những người khác, và có thể thấy rằng cái vấn đề mà gia đình tăng trưởng đó, nó có sự liên hệ rất là nhiều đến tất cả mọi người. Cho nên về chúng ta phải suy nghĩ như vậy, cái sự nổi loạn của thiếu niên đó là có thể nó xảy ra trong giai đoạn này. Điểm thứ hai là thiếu niên nó có những cái hành động mà nó thiếu mục đích. Nó có hoặc là nó thiếu mục đích, bởi vì nó làm việc mà nó không có mục đích, nó chỉ thỏa mãn cái sự suy nghĩ của nó thôi. Nó không cần phải suy nghĩ chín chắn, nhưng mà nếu mà mình làm như vậy, sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Cho nên về cái sự thiếu mục đích của nó đó, nó có thể hành đó những cái hành động không có tốt, và có thể hành động nguy hiểm đến chính đời sống sau này. Tôi nói ví dụ, có những hành động thiếu mục đích, một đứa nhỏ nó đi học, nó gây ra cái sự tranh cãi với bạn bè nó chẳng hạn, nó đánh bạn bè của nó như vậy. Và cái chuyện đó nếu nó xảy ra đó, thì nó ảnh hưởng đến cả cái cuộc đời của nó sau này. Bởi tất cả những cái gì mà nó có liên hệ đến đời sống của nó, cái hồ sơ của nó. Cho nên vì vậy đó, những cái suy nghĩ thiếu mục đích ở trong cái đời sống, trong cái giai đoạn này đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và điểm thứ ba đó là vấn đề, có thể là xảy ra vấn đề vô đạo đức. Và đây là vấn đề nó thể xảy ra ở trong cái đời sống của nó, ở trong cái tuổi này. Tuổi này nó rất là dễ dàng có cái hành động không đúng xảy ra,
và nó có thể có những cái làm việc mà nó không có cái đạo đức ở trong đó nữa. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ như vậy. Cho nên về cái tuổi dậy thì của mỗi người, của mỗi đứa trẻ đó, nó có một quan điểm mới hoàn toàn về cái cơ thể của chúng, về cách sinh hoạt của chúng, về những xung đột với những sự cám dỗ của chúng ở trước mặt chúng. Cho nên chúng ta cần phải để ý như vậy. Tuy nhiên, cái câu trả lời chúng ta suy nghĩ ở trong vấn đề này đó, đây là câu trả lời. Thứ nhất là chúng ta phải ngợi khen Chúa về một cái nguồn trợ giúp mà Chúa cho chúng ta là những người con cái của Chúa. Chúng ta có gia đình, có hội thánh, có cộng đồng. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta ở trong một cái hội thánh đó mà riêng biệt không có liên hệ với ai đó thì chúng ta rất là khó, phải không ạ? Chúng ta cũng phải tìm người này, tìm người kia để giúp đỡ cho con cháu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa về hội thánh của người Hoa tại đây. Họ có những chương trình dạy dỗ cho các em thiếu nhi rất là nhiều. Nếu những cha mẹ còn có các em nhỏ đó, nếu có thể được tạo điều kiện cho các cháu nó sinh hoạt tại đây như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta phải giúp cho các con cái của chúng ta nó được phát triển ở trong cái những cái năm tháng nhạy cảm về cái tiềm năng của nó, về cái sự học hỏi của nó như vậy. Về cái điều rất là quan trọng, vấn đề như vậy. Và đây cũng là những cái giai đoạn mà chính Đức Chúa Trời đó muốn chúng ta đó nhận biết cái đời sống tâm linh của những đứa trẻ, linh hồn của những đứa trẻ, cái thể xác của những đứa trẻ và những cái sự tạo dựng của Chúa trong thân thể của chúng, trong cuộc đời của chúng, để có thể giúp chúng được có chuẩn bị cho đời sống xong lại tốt hơn, để đời sống được tăng trưởng ở trong một gia đình Cơ Đốc. Cho nên vì vậy nếu tất cả những đứa nhỏ đó mà nó biết yêu mến Chúa đó, nó quay về với Chúa đó, thì mọi sự có thể trở lên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng đây là điều rất là quan trọng. Mỗi người chúng ta đó, nhiều khi chúng ta cứ cố gắng dạy dỗ con cái của mình mà quên rằng thật ra nếu như nó biết Chúa, là yêu mến Chúa mới là cái chìa khóa căn bản để giúp cho đời sống nó sau này trở nên tốt đẹp hơn. Tất nhiên không có điều gì mà có thể dễ hết đó. Cho nên phải làm sao để cho nó quay về với Chúa Giêsu, nó biết Chúa Giêsu và nó biết được cái thời điểm mà nó cần phải đến với Chúa, nó cần phải nhờ cậy vào Chúa. Và nếu như nó biết Chúa Giêsu được mọi khía cạnh trong đời sống nó sẽ đặt được đúng vào cái chỗ và cái quan điểm của nó để nó có thể có một đời sống được tốt đẹp. Với đời sống tốt đẹp thì có nghĩa là đời sống được tăng trưởng ở trong Chúa. Cái bài học này đó, khi nói về đời sống tăng trưởng, và tôi nói rằng đây là bài học có hai phần. Đây là phần một, chúng ta suy nghĩ trong phần một. Và cái tuần sau nữa đó thì tuần thứ 25 đó, tôi sẽ giảng về cái sự tăng trưởng gia đình Cơ Đốc tăng trưởng ở trong bài học phần 2. Bởi vì tuần tới là lễ cha, tôi sẽ giảng ở trong cái đề tài về liên hệ đến người cha. Cho nên vì vậy đó, trong bài học buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta phải muốn có một đời sống tăng trưởng đó thì chúng ta phải thấm nhuần lời của Chúa. Thấm nhuần lời của Chúa và trong cái vai trò của cha mẹ đó, và chúng ta cần phải giúp cho con cái của mình ở qua từng cái giai đoạn làm sao đó nó được thể hiện được từng yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng và giúp cho chúng được gần gũi với Chúa. Và nó có thể thấy được cái gương của cha mẹ làm sao nó có thể được đến gần với Chúa. Nhưng mà dầu vậy, cha mẹ cũng phải bày tỏ cái thẩm quyền của mình đối với con cái của mình. Nhưng mà thẩm quyền của mình đối với con cái của mình đó không phải ở trong cái sự lạm dụng, nhưng mà trong tình yêu mà Chúa cho chính đời sống của mình. Tất nhiên mình không thể nói chúng ta là bậc cha mẹ, mình lạm dụng cái quyền của cha mẹ, làm bất cứ cái điều gì mà mình muốn, mình thích. Không phải như vậy. Mình làm bất cứ cái điều gì vì cái ích lợi của con cái của mình, nhưng mà ích lợi của mục đích của Chúa trong đời sống của chúng và trong gia đình mà Chúa muốn chúng ta tạo dựng như vậy. Đức Chúa Trời tạo dựng lên mỗi đời sống của chúng ta, và chúng ta biết rằng trong mỗi sinh hoạt, trong mỗi ngày, trong mỗi đời sống đó, nó có những cái khủng hoảng xảy ra, nó có những thách thức xảy ra. Nhưng mà khủng hoảng, thách thức xảy ra đối với tôi không phải là xấu. Chính những khủng hoảng, chính những thách thức đó đã giúp cho chúng ta được tăng trưởng. Chính những khủng hoảng đó, thách thức đó giúp cho chúng ta nhận biết cái giá trị trong đời sống của mình càng hơn. Và mỗi khi chúng ta có được cái liên hệ với Chúa, có được liên hệ với nhau, chúng ta thấy được cái mối liên hệ chúng ta với nhau trong hội thánh đó, nó có một cái giá trị. Cái giá trị đó không phải là chỉ trong cái hình thức, nhưng mà giá trị đó ở trong cái trách nhiệm, cái bổn phận đối với nhau. Cảm ơn Chúa về cái điều đó. Chúng ta quan tâm đối với nhau. Và đây cũng là điều mà chúng ta thể hiện trong hội thánh của chúng ta trong suốt những bao năm vừa qua. Nhưng mà cái mục đích trong hội thánh mà Chúa muốn nó là được như vậy. Cho nên vì vậy đó, mỗi người chúng ta cần phải biết rằng Chúa có mục đích trên đời sống của chúng ta. Mỗi một người
chúng ta phải cần nhận biết rằng Chúa có mục đích trong chính đời sống của chúng ta. Và Chúa sẵn sàng đồng hành cùng với chúng ta. Như tôi chia sẻ với quý vị đó, có rất nhiều khi Chúa có chương trình, có mục đích mà chúng ta không biết. Nhưng ngay cái chuyện mà tôi ở nhà ngày hôm nay, tôi đứng lên tôi giảng ngày hôm nay, đây không phải là cái ý của tôi. Ý của tôi, chúng tôi là ngày hôm nay 11 tháng 6 này, tôi đang ở tại New Orleans, chúng tôi dự cái đại hội ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ rời đây vào ngày hôm thứ Bảy, ngày hôm qua, mai ngoài ngày mùng 10. Đó là cái chương trình tôi dự định cả năm về trước, phải không ạ? Vé tất cả thứ đã có sẵn rồi. Nhưng mà Chúa có chương trình cho tôi ngày hôm nay tại đây. Và khi Chúa có chương trình ngày hôm nay tại đây đó, thì Chúa chuẩn bị, quý vị thấy một điều rất là đặc biệt như vậy, phải không? Cho nên vì vậy đó, chúng ta biết rằng mỗi đời sống quý vị, tôi nghĩ rằng quý vị có nhận biết cái chương trình của Chúa trong chính đời sống của mình, nhận biết được những điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Và chúng ta cứ tin tưởng nơi Chúa, tin tưởng nơi Chúa, nhờ cậy Chúa. Mặc dù khi đối diện với những sự khó khăn, thử thách, có nhiều khi mình không biết tại sao nó như vậy. Nhiều khi mình cũng thấy rằng tại sao nó căng thẳng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục nhờ cậy Chúa, Chúa sẽ bày tỏ cho quý vị đường lối của Ngài. Và đường lối của Ngài bao giờ cũng tốt hết. Và có một điều rất đặc biệt, rất là quan trọng. Tôi phải nhắc hoài với quý vị. Chúa chúng ta rất là chu đáo, Chúa chúng ta rất là yêu thương tất cả chúng ta. Bởi vì trước khi Chúa tạo dựng chúng ta, là Chúa đã tạo dựng nên mọi thứ để chuẩn bị cho đời sống chúng ta trở nên tốt đẹp, đời sống sung mãn rồi. Cho nên vì vậy đó, Chúa không có kêu gọi chúng ta làm bất cứ điều gì mà Chúa không chuẩn bị hết. Nhưng có nhiều khi đó, nếu chúng ta không thấy được điều đó, tại vì chúng ta không có gần gũi Chúa đủ, không nghe được tiếng Chúa đủ để có thể nhận biết được những sự chỉ dẫn của Chúa trong mỗi đời sống chúng ta. Chúa chỉ dẫn chúng ta những gì xảy ra hàng ngày trong đời sống của mình. Bây giờ khi chúng ta đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, tôi xin Chúa ngày ban phước cho tất cả quý vị, để chúng ta có thể có một gia đình tăng trưởng được phước hạnh, để hầu cho qua chính đời sống chúng ta, danh của Chúa được vinh hiển. Mời quý vị đồng đứng dậy trong thời gian này. Chúa, cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa của chúng con quá chu đáo. Sự thờ phượng Chúa buổi chiều ngày hôm nay, con tin rằng cũng là do sự sắp đặt của Chúa. Con đứng đây buổi chiều ngày hôm nay, con tin rằng cũng vì cớ ở trong mục đích của Ngài. Và cũng chính vì điều này, Chúa dạy chính mình con. Và con cũng tin rằng dạy dỗ cho nhiều người biết rằng Chúa có chương trình trong chính đời sống của mình. Hãy lắng nghe những điều gì Chúa chỉ dẫn, để thấy được cái sự chuẩn bị của Chúa trong chính đời sống của chúng con. Cho nên vì vậy, cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa dạy dỗ chúng con buổi chiều ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa về một tuần lễ mới Chúa ngày ban cho chúng con. Xin Chúa ngày cho chúng con trong một tuần lễ mới thật sự được phước hạnh. Bởi những gì chúng con học hỏi trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ được áp dụng trong chính đời sống của mình. Tất nhiên không phải chỉ cho ngày hôm nay, nhưng mà cho cả cuộc đời của chúng con vì cớ danh của Chúa. Vì vậy, con xin dâng một tuần lễ mới của chúng con trong tay của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài đồng hành cùng với tất cả chúng con, mỗi con cái của Chúa khi đi ra đi vào ở trong bóng cánh toàn năng của ngài, được Chúa bảo vệ chúng con, dẫn dắt chúng con, ban phước cho mỗi đời sống của chúng con. Và qua đời sống của chúng con, phước hạnh của Chúa cũng sẽ tuôn tràn trên những người khác. Các con cái của Chúa đi làm việc, hoặc đi làm hoặc đi bất cứ công việc gì, xin Chúa cũng gìn giữ tất cả các con cái của Chúa được mọi sự an toàn. Để rồi mỗi chúng con có cớ để cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn, có cớ để thấy được những đặc ân mà Chúa ngài ban cho chúng con, để chúng con phục vụ Chúa được kết quả càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Thank you, our Father in heaven, for your presence with us, and thank you for this service. We believe you bless us this service, and we thank you for the new week. We commit this new week into your hand. We just ask you to be with us wherever we go. Give us the wisdom. Give us the guidance. Give us the protection. So we are in your love and your care. Thank you for everyone. Until now, I just pray that you bless every one of us in the physically, spiritually.
Trong thời gian này con cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng với chúng con, ban phước cho chúng con về vấn đề sức khỏe, sức khỏe vấn đề thuộc thể, sức khỏe trong đời sống tâm linh. Và xin Chúa Ngài dùng chúng con đặc biệt trong tuần lễ mới. May the love of our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of Holy Spirit be with you all. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng bên Chúa Con, sự thông công Chúa Thánh Linh ở cùng với tất cả quý ông bà anh chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta ngay từ đây.